Joao Felix, một trong những cầu thủ rất trẻ và tài năng của bóng đá Bồ Đào Nha, người được mệnh danh là CR7 đệ nhị. Joao Felix trưởng thành và phát triển từ câu lạc bộ Benfica của giải quốc gia Bồ Đào Nha. Ở mùa giải hiện tại thì anh lương 7 và chiều cao 1m80, cân nặng 70 g, thế nhỏ, chân thuận, trái 3 và phải 5. 4 sao kỹ thuật. Cầu thủ này sinh năm 1999 và như chúng ta đã biết là anh sau khi tỏa sáng ở Benfica thì đã chuyển sang câu lạc bộ Atlético Madrid thuộc hệ thống giải La Liga Tây Ban Nha với một mức giá kỷ lục là gần 180 triệu bảng. Trade của chị Sơn góc bao gồm tinh tế, tạo và qua người. Anh đá tốt ở vị trí hậu công CF hoặc vị trí chạy cánh trái, đúng với sở trường của người đàn anh là Cristiano Ronaldo. Và ở đây thì tôi khuyến khích các bạn nên đặt anh ở vị trí LS, một vị trí sẽ phát huy được tố chất rất tốt của Joao Felix tại hiện tại. Đối với chiến thuật đơn thì chúng ta dụng anh ở mức xu hướng là công 3 và thủ 2, sẽ nách hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh trận thông thường và chạy chỗ. Chúng ta có thể xoay qua vị trí Felix, ta thấy ở vị trí chạy cánh của anh thể lực đảm bảo, tốc độ tương đối ổn, khả năng dê bóng và chọn vị trí cũng như phản ứng là tốt đối với một cầu thủ trẻ và mức lương thấp chỉ là 7. Chúng ta sẽ vào in game xem là thể hiện như thế nào. Benfica luôn là cái nôi đào tạo ra những cầu thủ chất lượng của bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới. Cùng với Sporting Lisbon, Benfica có chính sách đào tạo những cầu thủ trẻ và bán đi. Đó cũng chính là một nguồn doanh thu rất lớn từ câu lạc bộ có truyền thống của bóng đá Bồ Đào Nha này. Có rất nhiều những ngôi sao đã trưởng thành từ lò đào tạo của Benfica và trở thành những siêu sao hàng đầu của thế giới. Và hiện tại thì chúng ta có Joao Felix. Felix đang trên đường để hoàn thiện năng của mình. Và trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải khi mà Atletico Madrid tiếp đón Juven thì Juven đã bị thất thủ 2-0 trước câu lạc bộ Atletico và hai bàn thắng đều có dấu chân giày của Joao Felix. Vậy thực tế trong trận đấu Felix đã có trận đấu vượt qua người đàn anh của mình là Cristiano Ronaldo. Khả năng bóng của Felix là tương đối ổn. Mạnh Felix chính là khả năng chọn vị trí và khả năng ghi bàn tương đối tốt. Với thể hình mỏng con thì Felix không thích hợp với những tình huống tông húc trực tiếp các hậu vệ. Vậy khi mà chúng ta khuyến cáo sử dụng Felix với việc tông húc trực tiếp, dụng những khả năng bứt tốc của anh sẽ rất tốt. Ngoài khả năng chạy chỗ, bứt tốc ghi bàn thì Felix có khả năng kiến tạo tương đối tốt. Khi mà anh có khả năng phối hợp với vệ tinh xung quanh mình. Sự nhào nặn của Diego Simeone thì Felix ngày càng hoàn thiện. Và trong tương lai anh sẽ là một trong những cầu thủ cạnh tranh quả bóng vàng với Messi.
khả năng đỡ bóng và chuyền bóng của Chris là ổn. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là chân trái của anh sẽ phế hơn chân phải rất nhiều. Thế khi các bạn sử dụng Felix thì nên sử dụng anh ở chân phải, đặc biệt là những pha dứt điểm chuyền bóng. Ngoài vị trí chạy cánh, Fred có thể thi đấu ở vị trí hậu công, tiền đạo công CF. Là Sancho. Pha dứt điểm từ xa bằng chân phải. Bóng đi hơi căng. Paris cùng với Kylian Mbappe được hy vọng sẽ là hai đối trọng tranh giành quả bóng vàng FIFA trong tương lai. Và những gì mà bộ đôi này thể hiện khiến các fan hâm mộ cảm thấy vô cùng thú. Khả năng dứt điểm bằng chân trái của Felix là không tốt. Tuy nhiên chân phải của mình thì anh thực hiện rất hay. Khả năng đóng xa cũng như khả năng cửa lòng. Tất nhiên đối với một cầu thủ còn rất trẻ như Felix, ta cũng sẽ không đặt anh ở mức yêu cầu cao khi mà giá trị sử dụng thực tế của Felix mùa giải hiện tại là với ảo. Yếu của Felix thì rất nhiều. Thì anh thật sự là một siêu sao chưa đạt đến độ chín nhất của mình. Một pha dứt điểm. Vậy các bạn có thể thấy khả năng chọn vị quyết đoán trong từng pha dứt điểm rất là rất tốt. Đối với những huấn luyện viên thích sử dụng team Bồ Đào Nha hoặc là Atletico hay Benfica thì việc sử dụng Felix là rất hợp lý. Ta quan sát thì sẽ thấy dáng chạy của Felix tương đối giống người đàn anh Cristiano Ronaldo của mình. Dáng chuyển động của một sát thủ sự trong làng bóng đá thế giới. Thế ngoài đời thì Felix với khả năng chọn vị trí thông minh của mình, anh ta thường xuất hiện ở những cú kết liễu đối thủ.
sự là một sát thủ giấu mặt trong hàng tấn công của Atletico cũng như đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thầy của giải cóc ra mắt và cầu thủ chất lượng phục vụ cho thuật nâng cấp đội hình của mình, và đặc biệt là thủ môn. Rất nhiều những cái tên với mức lương rất thấp, tối thiểu xuất hiện để chấm điểm cho Paris ở ký tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh thì điểm là 8 trên 10, là một mức điểm rất khuyến khích cho này. Với những gì anh đang thể hiện thì chắc chắn là trong một tương lai không xa anh sẽ trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới.